Vâng, ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu xe 5 chỗ gầm cao chạy lướt thực sự còn rất mới, đến từ thương hiệu Ford của Mỹ. Một chiếc xe mà các bác có thể thấy là sang thế hệ này, nó thay đổi lột xác hoàn toàn cái ngôn ngữ thiết kế của Ford. Nó đã thực sự là một chiếc xe với kiểu dáng hiện đại, trẻ trung, trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng và không gian nội thất rộng rãi. Và đây cũng là một trong những cái sản phẩm của Ford đang khá là ăn khách tại thị trường Việt Nam hiện nay, đó là chiếc Territory. Vậy thì trước mặt các bác, em Việt đang có ở đây đó chính là một chiếc xe được sản xuất là năm 2022 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2023, xe một chủ và chạy chuẩn 1,5 vạn km các chị nhá. Tất cả tình trạng của chiếc xe kể cả phần sơn cũng bao zin 100% cho các bác chúng ta, không một lỗi nhỏ. Các chị chúng ta hoàn toàn có thể là đem đi check test chính hãng toàn quốc để có thể là đảm bảo chất lượng của chiếc Territory này. Vậy thì ngày hôm nay với một cái con số nó chỉ khoảng loanh quanh với một cái mức giá 700 triệu đồng là chúng ta đã có thể sở hữu cho em chiếc xe chạy lướt này. Vậy thì chi tiết chất lượng xe ra sao, sau quãng thời gian sử dụng thì ngay bây giờ em mời các anh chị chúng ta có thể là cùng dành một chút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng chiếc Territory này và xem nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình em nó ngày hôm nay không các chị nhá. Thì thực sự các bác có thể thấy là những cái sản phẩm của Ford và nhất là chiếc xe này thực sự nó mang đến cho chúng ta một cách mạng trong cái ngôn ngữ thiết kế. Một chiếc xe với một cái kiểu dáng hiện đại không hề kém cạnh so với những cái mẫu xe đến từ các thương hiệu của Hàn, đúng không ạ? Đầu tiên thì các anh chị chúng ta hãy nhìn cho em, đó chính là cái phần đầu xe. Mặt cản ca lăng to bản với các chi tiết được sơn nhựa bóng màu đen rất đẹp mắt. Nhưng mà đặc biệt là hệ thống đèn pha thì các bác nhìn cho em này. Đấy, xe được trang bị chúng ta, nó hệ thống đèn pha chia làm 2 tầng ấy chị nhá. Phía trên thì các bác chúng ta có đèn LED xi nhan và đèn LED định vị ban ngày. Còn hệ thống đèn pha chính ở phía dưới này, đấy, nó được trang bị cho chúng ta là full LED. Và các bác nhìn cho em này, các chi tiết sơn xi của nó rất mới anh chị nhá, kể cả cái phần cản phía dưới này. Chủ nhân cũ người ta đi cũng chưa để lại một vết xước luôn các bạn. Và các anh chị nhìn về bạn đây ạ, những cái đường mép này, xung quanh viền đèn này, hay những đường mép thân xe phần cản trước, không một tì vết luôn các anh chị nhá. Đây, các chi tiết vòng cua lốp các bác nhìn cho em này. Đó, quá đẹp luôn. Vâng, thực sự là một cái dòng xe rất đẹp, rất hiện đại và trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng. Và các bác có thể ngắm chọn cho em phần đầu xe nhé, không một tì vết và quá mới anh chị ạ, chạy có 1,5 vạn thôi. Đây ạ, các anh chị nhìn cho em này, đó, quá đẹp luôn đúng không ạ, thiết kế rất hiện đại. Đấy, phần phía dưới này nhé, con này là trang bị công nghệ full LED rồi. Đây các anh chị có thể quan sát cho em, quá yêu luôn, bao zin nguyên bản toàn tập nhá. Và các anh chị có thể nhìn thấy chiếc xe này thì nó được trang bị chúng ta một bộ la răng 5 chấu kép và lốp thì đương nhiên là liền đời theo xe rồi. Đây ạ, 2022 này. Và đương nhiên là gai lốp còn rất là dày. Và các anh chị nhìn cho em này, cái cụm phanh bên trong của nó còn trắng phao phao. Kích thước la răng thì lên tới 18 inch, 18 inch anh chị nhá. Và đây ạ, các chi tiết các anh chị có thể quan sát cho em này, thẳng tăm tắp đều như kẻ chỉ, chưa một vết xước luôn các bạn. Đấy, trên này chúng ta sẽ có một cái gương chiếu hậu thiết kế khá là lớn và tích hợp thêm chúng ta là một cái giải đèn LED. Chiếc xe này thì nó được trang bị động cơ máy là 1.5 EcoBoost và mang lại chúng ta với một cái khả năng vận hành có thể nói là cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, mà động cơ thì hoạt động rất êm ái. Các anh chị có thể ngắm tổng thể ngoại thất cho em nhé. Và đây, đấy, quay gần lại này cho chúng ta có thể quan sát. Và quá mới các bạn. Đấy, cảm biến khóa mở ở trên hai cửa trước này, những đường mép cánh cửa này, đấy, cực kỳ là liên lạc. Và mức tiêu hao nhiên liệu thì các bác có thể thấy là cái chiếc xe này nó chỉ ăn có 7,3 lít xăng cho 100 km hỗn hợp ở đường ngoài đô thị, ăn có 6,12 lít xăng. Đấy, viền chân kính thì toàn bộ đều nẹp chrome rồi. Và tiếp tục thì các anh chị chúng ta có thể cùng em quan sát với cái thiết kế phần đuôi phía sau của chiếc Territory này. Chúng ta sẽ thấy là xe được trang bị một cái đuôi gió cỡ lớn, tích hợp đèn phanh ở trên cao nhé. Và cái cụm đèn hậu các bác có thể nhìn cho em, quá yêu luôn, đúng ạ, với những giải đèn LED xi nhan, đèn LED định vị ban ngày này. Và cái thiết kế của nó thực sự là rất là tinh tế và đẹp mắt. Đấy, và các chị nhìn cho em những đường mép này. Đấy, không một khe hở nhé, không một vết xước. Phía sau thì các chị chúng ta có thể thấy là nó được trang bị cho anh chúng ta với líp cản thể thao ở phía dưới, cảm biến cảnh báo va chạm. Đó, các anh chị có thể quan sát cho em đây, không một lỗi nhỏ luôn các chị nhá. Và một cái thiết kế phải nói là cực kỳ đẹp, đúng không ạ, cực kỳ đẹp. Đấy, những dòng sản phẩm của Ford thì chúng ta thấy là cái cảm giác đi nó đầm nó chắc, thân vỏ nó dày dặn. Đấy, mở luôn các anh chúng ta cái cốp này. Con này là em Việt bao chích test thoải mái nhá, các anh chị chúng ta có thể là đem đi test bất kỳ đâu, kể cả mang ra chính hãng và cái độ mới của nó này. Đây là khoang cốp và các anh chị thể thấy là chủ nhân cũ thì đang làm cho các bác chúng ta những cái lót da như này. Đấy, còn bỏ ra là mới tinh luôn nhá. Nhưng quan trọng nhất là cái độ zin này. Đấy, những cái vệt đinh tán ở khu vực máng nước này. Đấy, từng con ốc này. Nguyên bản 100%. Đây ạ.
Đó, các bác thấy ok chưa? Và đương nhiên là phía dưới này thì cái chị ta sẽ có lốp dự phòng nhá. Và chưa một lần chạm đất luôn này, đồ đặc kích thay thế cũng còn nguyên bản này. Đấy, các anh chị nhìn em này. Cái lốp dự phòng nó nguyên vạch sơn nhá. Các chị nhựa các bác nhìn này, đen láy luôn, không một vết xước. Quá xuất sắc, đúng không ạ? Kể cả các chi tiết nỉ các anh chị có thể thấy này, mới tinh. Không khác gì ở trong hãng đi ra luôn các bạn. Vâng, rất mới luôn nhá. Đấy, lắp thêm cho bác camera hành trình phía đằng sau rồi này. Đó, cực kỳ là ok. Và vậy thì các bác có thể ngắm tổng thể giúp em cái ngoại hình của chiếc Territory này. À, một mẫu xe gầm cao, có một cái kiểu dáng thiết kế thực sự đẹp và hiện đại, đúng không ạ? Vậy thì đó là cái phần ngoại thất của xe. Bây giờ để giúp anh chị ta đánh giá cái tình trạng chiếc xe thì em sẽ quay cho anh ta cái phần nội thất trước khi chúng ta đi vào cái khoang động cơ của xe. Vâng, không chỉ mang đến cho các bác chúng ta một cái ngoại thất hiện đại trẻ trung, cái phần nội thất bên trong của chiếc Territory này thực sự là sẽ khiến các anh chị ta phải cảm thấy ngạc nhiên. À, với một cái tầm tiền loanh quanh 700 triệu mà chúng ta có một chiếc xe nó quá hiện đại các bạn. Đầu tiên anh chị ta có thể thấy này, vô lăng thể thao vắt đáy, bọc da cao cấp. À, chúng ta có ga tự động và giới hạn tốc độ lim thông qua cái lẫy này. Bên này chúng ta có nghe thoại rảnh tay điều khiển giọng nói chị nhá. Và các bác có thể thấy là chiếc xe này thì nó được trang bị một cái cụm đồng hồ dạng điện tử, thiết kế rất là đẹp mắt, đúng không ạ? Và mức công tơ bét thì các anh chị nhìn cho em nhé, chuẩn zin 1,5 vạn. À, ở đây chúng ta có thấy là xe đang hiển thị cái áp suất lốp. Đó, báo cảnh báo cho các anh chị ta. Các bác nhìn cái thiết kế cái phần đồng hồ của nó này, rất là rõ nét, đúng không ạ? Ngoài ra thì ở bên này chúng ta sẽ có một cái màn hình giải trí cỡ lớn này, cũng siêu LED luôn. Và đặc biệt là một cái thiết kế khu vực cần số mới thì nó dạng núm xoay, nó giống như là trên những cái dòng của Land Rover vậy các chị nhé. Chúng ta sang số bằng cách xoay. Đấy, và ni lông bên trong các bác nhìn cho em này, chưa kịp bóc hết ra luôn. Đấy, nó mới đến mức độ như vậy. Cái này là cái chi tiết đều cảm ứng rồi. Và khi mà các chúng ta vào số lùi ý, thì các bác có thể thấy là cam lùi của nó này cũng là siêu nét luôn nhé. Rất hiện đại, đúng không ạ? Cái thông số của xe này các bác có thể thấy là thực sự rất ok. Ở đây thì chúng ta còn có là phanh tay điện tử, auto hold và tự động ngừng tắt máy khi mà chúng ta dừng đỗ trên 3 giây. Đấy, các chi tiết các bác nhìn này, chìa khóa thông minh này, ni lông bên trong các bác nhìn cho em này. Đấy, nó vẫn còn mới khét như này. Đấy, có nghĩa là các chị ta mua cái xe này thì các bác vẫn có cảm giác bóc tem như trên xe mới nhá. À, chúng ta có thể thấy là ở trên tắp lô thì nó sử dụng là da này, da màu ghi sáng, các chi tiết bằng hợp kim và viền chrome đó, và rất đẹp nhá, hộp để đồ này. Đấy, cực kỳ là xịn sò các bạn. Và phải nói là cái thiết kế của chiếc Ford này thực sự nó khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm của Ford đời cũ, đúng không ạ? Đấy, xe là bảo dưỡng full lịch sử trong hãng, anh chị nhìn này. Đó, quá ok luôn nhé, bao chiếc test thoải mái luôn. Đấy, kể cả mang ra chữ tín. Đấy, bên em thì vẫn cam kết để các anh chị ta có thể là yên tâm nhá. Đấy, nhiều bác là cứ nói là sợ đem ra chữ tín, nhưng con này thì những sản phẩm của em bán thì các bác cứ đem đi chiếc test thoải mái. Và rất là nhiều anh chị chúng ta đã mang xe của em đi lên chữ tín test rồi, thoải mái luôn. Đấy, các bác hỗ trợ em thì ít tiền xăng là ok, đúng không ạ? Vì từ Hải Dương đến Hà Nội cũng khá là xa. Đây các anh chị nhìn cho em này, mới chưa, quá xuất sắc nhá. Ghế này cũng chỉnh điện này. Và đây ạ, ghế các bác nhìn cho em còn chưa một vết nhăn này. Nội thất ghế da màu ghi sáng rất đẹp, nhìn nó sang, hai tông màu này, form ghế này, các bác thấy nó yêu chưa, cực kỳ là đẹp mắt các bạn. Và phải nói là nội thất của chiếc Territory này rất đẹp các bạn. Vâng, rất là đẹp luôn nhá. Đây ạ, ốc nguyên bản này, từ cái chốt khóa này, tất cả tem mác đầy đủ hết nhá. Và tiếp tục thì chúng ta đi về với cái hàng ghế thứ hai. Đấy, thì các anh chị chúng ta thể thấy cái độ rộng rãi của chiếc Territory mang lại cho chủ nhân hàng ghế sau này. Hàng ghế này các bác ngồi 3 người lớn và khoảng để chân thì gần như là rộng nhất trong phân khúc luôn các bạn. Ở phía sau chúng ta có cả cửa gió điều hòa nhá, và có cổng cắm sạc này. Đấy, nhưng anh chị nhìn xem cái ghế của nó này, cái form ghế rất là thể thao, đúng không ạ? Hai tông màu. Đấy, và nó còn mới tinh, chưa có vết nhăn luôn. Đấy, tắp lô tắp pi ở đây, bao đẹp cho anh chị nhá. Đó, keo chỉ này, không mất 1 cm nào luôn. Đấy, tiếp tục quay cho các bác chúng ta bên này thì các anh chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng của chiếc xe cho em nhé. Đấy, không một tì vết, được chưa ạ? Quá mới, vâng, rất là mới luôn. Đó, đây các anh chị nhìn cho em từ cái chốt khóa của nó này. Đấy, đây ạ, từ cái má ghế này, xuất sắc luôn nhá. Bao zin nguyên bản. Đấy, như em nói là các bác cứ tìm ra một lỗi nhỏ cho xe này thì em Việt hoàn lại tiền cho anh ta 100%. Đấy, keo chỉ zin nhá, máy nổ nhưng mà êm, khá là êm. Và dù được trang bị động cơ máy 1.5 với công nghệ EcoBoost thì các bác có thể thấy là chiếc xe này không hề chạy yếu một chút nào cả các bạn. Đây ạ, các chị nhìn em cái chi tiết của nó này. Đó, rất là xuất sắc nha, điều hòa của nó là auto rồi. Đấy, quá ok luôn. Này, cái chiếc bản lề cửa các chị nhìn cho em này. Vâng, như này thì các bác đã cảm thấy là cái phần nội ngoại thất của chiếc xe đã ok chưa? Và bây giờ thì em sẽ quay tiếp cho các bác cái khoang động cơ nhá. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ với cỗ máy 1.5 EcoBoost của chiếc Territory. Máy đang hoạt động. Nhưng đây, mở cái lắp máy ra để các bác nhìn cho em cái máy của nó này. Đấy, xe chạy zin 1,5 vạn thì các bác thấy là khác gì trong nhà máy đi ra không? Đúng không ạ?
Đấy, xe phải nói là quá chất lượng luôn đúng không ạ? Và đương nhiên này, các anh chị nhìn thấy từ nóc này. Đấy, từ các chi tiết mép này. Không một tí vết cái gì nhá. Con này là không một tí vết để các anh chị ta có thể hoàn toàn yên tâm này. Đấy, tem mác này, cabo gì đây. Đấy, những cái lỗ tròn này. Đấy, bên này các anh chị cũng có thể quan sát cho em nhá. Nói chung là cứ tìm ra lỗi là em Việt hoàn tiền cho anh ta 100%, không phải nói nhiều. Và vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Territory 2022 đăng ký 2023 chạy zin 1,5 vạn siêu mới đang có mặt tại showroom của em Việt, và mức giá em đang chào bán cho em nó ngày hôm nay với con số là 735 triệu, có thương lượng cho anh chị nào quan tâm thiện chí nhá, thì các bác có thể là trực tiếp liên hệ cho em theo số hotline 0947598859, kết bạn Zalo hoặc gọi điện để bên em hỗ trợ và tư vấn cho bác về các thủ tục mua bán sang tên đối chủ với chiếc xe tuyệt đẹp này. Vậy thì một lần nữa rất là cảm ơn quý chị đã cùng dành chút thời gian ủng hộ, chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ nhé, nhớ ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới về của kênh YouTube Việt Xe Chất.